Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ review một chai nước hoa của nữ. Và nếu như anh em nào đang định tắt cái video này đi thì từ từ đã. Biết đâu đây là một cái gợi ý để cho anh em mua quà Giáng sinh tặng vợ, tặng người yêu thì làm sao. Like video đi rồi chúng ta cùng tham khảo đó là chai nước hoa gì nhá. Chai nước hoa mà mình review trong ngày hôm nay đó chính là chai nước hoa của nhà Chanel, đó là Coco Mademoiselle. Đây, các bạn này nhìn thấy. Nước hoa của Chanel thì chắc là lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ rồi. Nếu như các bạn hỏi 10 người, chắc chắn là 8 người sẽ nói là nếu như được sử dụng sẽ sử dụng chai nước hoa của nhà Chanel. Chanel nó là một cái thương hiệu rất là sang trọng, rất là đắt tiền và gần như là nó đã xây dựng được cái hình ảnh rất là lớn trong làng nước hoa của các chị em phụ nữ. Và cái mùi hương này là một cái mùi hương rất là quen thuộc, gần như rằng bạn có thể ngửi thấy ở khắp mọi nơi, từ đi làm văn phòng đến những buổi sinh hoạt ngoài trời, từ những ngày đông đến những ngày hè, từ những bạn trẻ cho đến những người có tuổi. Gần như là lúc nào bạn nào ở chỗ đông người thì gần như bạn đều ngửi thấy cái mùi hương này. Và với mình, đây là một mùi hương citrus có thể dùng được vào mùa đông khá là tốt nhờ cái độ bám tỏa rất tốt của nhà nước hoa Chanel này. Khi các bạn xịt chai nước hoa Coco Mademoiselle này ra thì nó sẽ là một cái mùi citrus rất là mạnh mẽ và nồng nàn và khá là nịnh mũi. Cái mùi hương này gồm có hoa cam này, gồm có cam bergamot và quýt. Nó là một cái mùi hương citrus làm có thể làm thức tỉnh toàn bộ cái thính giác của bạn. Và sau đó là mùi của hoa hồng cùng với mùi thơm của hoa ylang. Và tất cả sau đó thì mình lại nhận thấy cái mùi của hoác hương. Hoác hương ở đây được xử lý khá là tốt. Thường thì mình ngửi những chai nước hoa mà có những cái mùi hoác hương ấy thì mình rất là nhạy cảm với cái mùi hương đó. Và mình thấy mùi hương đó nó khá là khó ngửi, nó có phần gì đó hơi hôi hôi, hơi khó chịu. Và nhưng mà ở chai nước hoa Coco Mademoiselle này thì nó lại được xử lý rất là mượt mà. Và cuối cùng thì người ta thêm vani cùng với xạ hương để kéo dài tuổi thọ chai nước hoa này. Và đặc biệt là về cuối thì mình rất thích cái nốt hương vani và xạ hương cùng với hoác hương ở trên chai nước hoa này. Và chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những bạn có cái phong cách kiểu là các quý cô trẻ thành đạt và có gì đó khá là mạnh mẽ và độc lập về mọi mặt và có một chút gọi là hơi kiểu cá tính ấy. Và chính vì thế nên là mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó sẽ phù hợp với những bạn nữ, nó có độ tuổi khoảng tầm từ 25 tuổi đổ lên. Và những cái chai nước hoa của nhà Chanel thì mình chưa bao giờ đánh giá cao về việc là nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ dưới 25 cả. Và với chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng những cái bạn nào mà ăn mặc cái kiểu lịch sự và khá là sang trọng và để ý đến ngoại hình thì nó sẽ rất là phù hợp. Và về độ bám tỏa thì như mình đã nói, chai nước hoa này bám tỏa rất rất tốt. Đây là một cái mùi hương hoa quả cùng với hoa và cùng với xạ hương. Nó bám tỏa trên da mình khoảng tầm hơn 8 tiếng. Và nếu như da bạn nào tốt thì thậm chí nó còn tốt hơn rất nhiều. Và cái độ tỏa hương thì nó rất là khủng khiếp. Mình nghĩ là khoảng tầm hơn một cánh tay và nó giữ được trong thời gian rất là lâu. Và về giá tiền của em này thì em này có giá khoảng tầm 3 triệu đồng cho chai 100ml này. Khá đắt, không hề rẻ một chút nào. Về cái điểm mà mình không thích ở chai nước hoa này, đây là cá nhân của mình thôi nhá, thì chai nước hoa này nó có mùi hương citrus lúc đầu rất là mạnh. Nó sẽ làm cho cái khoang mũi của mình như kiểu cảm giác bị nổ tung vậy. Và cái mình xịt lần này là lần trước khi review là lần thứ tư, và mình vẫn có cảm giác là cái khoang mũi của mình nó bị nghẹt thở vậy. Đó là cái điều mà mình không thích ở chai nước hoa này. Nhưng mà cái nốt cuối của nó giữa hoác hương, xạ hương và vani thì cực kỳ là tuyệt vời. Và về cái giá tiền của em nó nữa, em nó giá khoảng tầm hơn 3 triệu đồng cho một chai nước hoa như này thì với mình, với một mùi hương này thì mình đánh giá là nó khá là đắt. Và mình có một điều nữa muốn chia sẻ về cái mùi hương này đối với các chị em phụ nữ, đó là mùi hương này với mình thấy rằng nó không hề dễ sử dụng. Nó chỉ phù hợp với các bạn trưởng thành về độ tuổi và tính cách và có cách ăn mặc thực sự là phù hợp với nó thì nó mới phát huy được hết tác dụng. Nếu như các bạn vẫn cố mặc cái mùi hương này thì như kiểu bạn đang cố mặc một chiếc áo không vừa với bạn vậy. Bạn đừng nghĩ rằng là khi cô này xịt cái mùi hương này thì nó thơm, cô này xịt mùi hương này thì trông rất là sang trọng, rất là quý phái thì bạn xịt lên nó cũng vậy. Đừng, thực sự là đó là một cái sai lầm rất lớn. Nó sẽ làm người khác nghĩ rằng, đánh giá sai về độ tuổi của bạn và nghĩ rằng bạn không biết cách chọn nước hoa. Và tất nhiên rồi, không bạn nữ nào muốn như vậy, không bạn nữ nào muốn người khác nghĩ rằng mình già hơn tuổi cả. Vậy thì các bạn hãy chọn cho mình một mùi hương
không nhất thiết là phải quá nổi tiếng, nhưng hãy phù hợp với mình. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.